Xin chào tất cả các em. Buổi học hôm nay thì cô và các em chúng ta sẽ đi tiếp các bài tập ở trong sách bài tập của trong sách giáo khoa của cái bài định lý Pythagore. Tức là chúng ta sẽ đi vào phần luyện tập 1 các em nhé. Luyện tập 1 ở đây chúng ta sẽ có một số các cái bài. Cụ thể là chúng ta sẽ có các bài từ bài tập số 56 đến bài tập số 58, trang 131, 132 của sách giáo khoa. Đầu tiên chúng ta sẽ đi vào bài số 56. 56 ở đây, tam giác nào là tam giác vuông? Trong cái tam giác có ba đội dài như sau. Ở vậy chúng ta có IA này. IA của chúng ta ở đây là cạnh bằng 9 này, 15 này và 12 này. Cạnh bằng 9, 15 và 12. Như vậy thì chúng ta, như cô đã nói với các em rồi, nếu như mà một tam giác có bình phương của một cạnh bằng tổng bình phương hai cạnh còn lại thì tam giác đó là tam giác vuông. Nhưng mà các em lấy cái cạnh nào là bình phương của cạnh thứ nhất bằng tổng bình phương hai cạnh thứ hai và thứ ba? Vậy cái cạnh bình phương đầu tiên ấy, nó phải là cái cạnh lớn nhất, đúng không ạ? Ở đây các em xem thử cái nào là lớn nhất thì các em lấy bình phương của cái đó. Và ở đây thì ta có này là 15 bình này, lấy mình tìm bình phương cạnh lớn nhất đi. 15 bình, 15 bình thì nó sẽ bằng 225. Được chưa? Ta có 9 bình thì sẽ bằng 81 cộng với 12 bình, 144. Đây các em tìm tổng luôn cho cô nhé. Lấy bình phương của cạnh lớn nhất này, tổng bình phương của hai cạnh còn lại là 9 bình cộng với 12 bình. 9 bình cộng với 12 bình thì bằng 144 cộng với 81 cũng bằng 225. Đúng không? Vậy từ đây thì các em sẽ suy ra được là 15 bình này, bình phương cạnh lớn nhất bằng tổng bình phương hai cạnh còn lại, tức là bằng 9 bình cộng với 12 bình. Vậy tam giác này là tam giác vuông. Vậy đây là tam giác vuông. Và tam giác vuông này có cạnh huyền. Cạnh huyền chính là cái cạnh lớn nhất này, 15. Sang hình thứ hai, hình B. Cùng đơn vị rồi đúng không ạ? Ta có 5 đề si, một cạnh bằng 5 đề si, một cạnh bằng 13 đề si và một cạnh bằng 12 đề si. Xem có phải là tam giác vuông không? Vậy thì các em xem bình phương của cạnh lớn nhất này. Vậy thì ta có này là 13 bình phương này. 13 bình thì nó sẽ bằng 169. Em tìm tổng bình phương hai cạnh nhỏ hơn này, 5 bình này cộng với 12 bình, nó cũng bằng 169. Vậy từ đây các em sẽ suy ra được là 13 bình phương sẽ bằng 5 bình cộng với 12 bình, đúng không? Như vậy bình phương của cạnh lớn nhất bằng tổng bình phương hai cạnh còn lại, như vậy đây cũng là tam giác vuông. Và người ta mà có hỏi các em cạnh huyền là cạnh nào thì cạnh huyền sẽ là cái cạnh lớn nhất là 13 này. Sang câu C là 77 và 10. Vậy cũng làm tương tự, các em xem bình phương của cạnh lớn nhất. Vậy thì ta có này, bình phương của cạnh lớn nhất tức là 10 bình phương, 10 bình bằng 100. Tổng bình phương hai cạnh còn lại là 7 bình cộng với 7 bình phương. 7 bình cộng với 7 bình, 7 bình thì bằng 49. 49 cộng với 49 thì nó sẽ bằng 98. Từ đây các em sẽ suy ra được là 10 bình phương thì nó sẽ khác 7 bình cộng với 7 bình, đúng không ạ? Nó sẽ không bằng, không bằng nhau. Vậy thì đây không phải là tam giác vuông. Vậy trường hợp C, vậy đây không phải tam giác vuông, vì bình phương của cạnh lớn nhất nó không bằng tổng bình phương của hai cạnh còn lại. Tiếp theo, bài tập số 57. Bài toán là cho tam giác ABC
có cạnh AB bằng 8. AB người ta cho bằng 8. AC bằng 17. BC bằng 15. Có phải là tam giác vuông hay không? Bạn Tâm đã giải như sau. Bạn ấy làm là gì? AB bình. Bạn Tâm bạn ấy làm là AB bình cộng với AC bình. AB bình cộng AC bình bạn làm bằng 8 bình cộng với 17 bình bằng 353. Còn BC bình thì bằng 15 bình phương, tức là bằng 225. Như vậy thì từ đây thì bạn ấy mới suy ra là gì? Bạn ấy suy ra là AB bình cộng với AC bình nó khác cái đoạn BC bình, nên bạn ấy kết luận là không phải tam giác vuông. Tâm bạn ấy kết luận là không phải tam giác vuông. Đây là cách làm của bạn Tâm nhé. Vậy người ta hỏi với em là bạn này làm đúng hay sai. Vậy thì cách làm này này, chúng ta biết là bình phương của cái cạnh thì phải lấy cạnh lớn nhất, đúng không ạ? Bình phương của cạnh lớn nhất phải bằng tổng bình phương của hai cạnh nhỏ. Như vậy ở đây thì em thấy là BC này, BC ở đây chỉ nó có 15 thôi. Vậy BC ở đây không phải là cạnh lớn nhất, tức là BC không phải là cạnh huyền. Mà BC không phải là cạnh lớn nhất nên là bạn này đã làm sai rồi. Chúng ta phải lấy bình phương của cạnh lớn nhất bằng tổng bình phương của hai cạnh còn lại, đúng không ạ? Vậy ở đây bạn Tâm đã sai. Bạn Tâm làm sai vì BC không phải là cạnh lớn nhất. Luôn nhớ cho cô là bình phương của cạnh lớn nhất thì bằng tổng bình phương của hai cạnh còn lại thì mới đúng, đúng chưa? Vậy chúng ta sẽ sửa lại như sau. Các em sẽ sửa lại, sửa lại thì chúng ta sẽ có cạnh AC bình. AC bình thì sẽ bằng 17 bình phương. Đấy, lấy cạnh lớn nhất là 17 bình thì nó bằng 289. Tổng bình phương của hai cạnh còn lại là AB bình cộng với cạnh BC bình thì nó sẽ bằng 8 bình cộng với 15 bình phương. Như vậy nó cũng bằng 289. Hai cái này nó đều bằng cả 289, tức là AC bình thì bằng AB bình cộng với lại cạnh BC bình. Như vậy bình phương của một cạnh bằng tổng bình phương hai cạnh còn lại. Vậy tam giác này là tam giác vuông, đúng không ạ? Vậy cái tam giác ABC này nó là tam giác vuông. Và tam giác này vuông thì cạnh nào là cạnh huyền ở đây? Cái cạnh lớn nhất sẽ là cạnh huyền. Cạnh lớn nhất là cạnh AC này, nó sẽ là cạnh huyền. Vậy đối diện với cạnh huyền thì nó sẽ là góc vuông. Vậy đây hai cái này là liên quan đến cạnh huyền rồi. Vậy góc vuông là cái điểm mà nó không xuất hiện ở trong AC. Vậy thì vuông tại đâu? Nó sẽ vuông tại B. Đấy, vậy tam giác ABC là tam giác vuông và vuông tại B. Cạnh huyền là AC, vậy thì nó sẽ vuông tại B. Nhớ chưa? Tức là ở đây bài này người ta nhấn mạnh thêm cho các em, tức là khi mà chúng ta xét là tam giác vuông thì các em phải lấy bình phương của cạnh lớn nhất phải bằng tổng bình phương hai cạnh nhỏ hơn, chứ không phải lấy bất kỳ như này. Như này là sai, cạnh này không phải là cạnh lớn nhất nên nó sẽ không thể bằng được tổng bình phương hai cạnh còn lại. Tiếp theo là bài số 58. Trong lúc anh Nam dựng tủ cho đứng tủ, có tủ có bị hướng vào trần nhà hay không? Vậy thì các em phải xem nhân thử là để xem nhân thử là cái tủ này có bị hướng vào trần hay không thì các em phải xem nhân thử là cái chiều xiên của tủ, cái đường chéo của tủ này nó có cao hơn cái trần nhà hay không. Nếu mà đường chéo của tủ mà cao hơn trần nhà thì chúng ta thấy là khi chúng ta dựng đứng lên thì cái tủ nó sẽ bị vướng, đúng không ạ? Ở đây các em sẽ
Đây chúng ta lại có cái tủ như này nhá. Đây. Cái tầng nhà là 21 này. 21. Đây anh ấy đặt một cái tủ có cái đoạn này là 4 đi. Cái đoạn dưới này là 20. Đoạn này là 20. Vậy cái em muốn xem em thử có vướng hay không nhá. Cô chỉ vẽ tượng trưng như vậy thôi. Đấy. Thì ở đây các em phải xem em được cái độ dài đường chéo này này. Cái đường chéo này. Cái độ dài đường chéo này thì khi dựng lên thì cái độ dài đường chéo này nó sẽ lớn nhất, nó có thể chạm vào tường đúng không ạ? Tạm vào cái tầng ở trên này. Và chúng ta sẽ xem cái độ dài đường chéo này, nếu đường chéo mà nhỏ hơn trần, nhỏ hơn cái chiều cao của trần thì nó sẽ không bị vướng. Còn nếu như mà cái đường chéo này mà lại lớn hơn cái chiều cao này thì nó sẽ bị vướng. Và chúng ta sẽ có là áp dụng định lý Pythagore. Áp dụng định lý Pythagore. Thì ta có đường chéo. Cái đường chéo đấy. Đường chéo này chính là cạnh huyền đúng không ạ? Đường chéo của tủ. Đường chéo của tủ sẽ là, cô đặt cái đường chéo này là x đi. Được chưa? Thì áp dụng định lý Pythagore thì ta có đường chéo của tủ là x bình này, thì bằng tổng bình phương của hai cạnh còn lại, tức là bằng 4 bình cộng với 20 bình, đúng không? Thì nó sẽ bằng 4 bình này, 16 cộng 14 bằng 416 dm. Đúng chưa? X bình là bằng 416 đi. X bình bằng 416. Vậy chúng ta sẽ suy ra x sẽ bằng căn của 416. Các em dùng máy tính các em bấm ra cho cô. Căn 416 thì nó gần bằng 20,396. Gần bằng 20,396 dm. Mà 20,396 thì rõ ràng nó vẫn nhỏ hơn cái chiều cao của cái trần nhà, nhỏ hơn 21 dm, đúng không ạ? Và nó nhỏ hơn 21 dm này thì cái tủ này sẽ không bị vướng, đúng không? Vậy tủ không bị vướng vào. Vậy tủ sẽ không bị vướng. Đấy. Như vậy là cô và các em đã vừa đi xong được các cái bài tập ở trong sách giáo khoa của phần luyện tập 1 rồi. Các em về nếu cần thì hãy xem những cái bài lại, những cái bài mà cô và các em vừa làm trong buổi học hôm nay, và làm tiếp cho cô các cái bài tập ở phần luyện tập 2 nhé. Cô sẽ tiếp tục ra video tiếp theo để hướng dẫn các em các bài tập ở phần luyện tập 2, đúng không? Cảm ơn các em đã dành thời gian để theo dõi video bài giảng của cô, và cô hẹn gặp lại các em ở các bài học tiếp theo.